Chiến tranh không chỉ gây ra bao đau thương, mất mát cho con người khi mà nó đang diễn ra, mà có lẽ ngay cả khi nó đã qua đi rồi, nó vẫn có sức ám ảnh mãnh liệt đối với chính những người lính. Họ đã dành cả tuổi thanh xuân, dành cả những nhiệt huyết của mình để tham gia kháng chiến, để đòi lại hai chữ hòa bình và để đòi lại từng tấc đất cho đất nước mình, dù đó có thể chỉ là một bãi tha ma. Thế nhưng, thứ họ nhận lại sau cuộc chiến tranh ấy là gì? Chúng ta cùng theo dõi truyện ngắn Cỏ Lau để thấu hiểu được một phần nào những nỗi đau, những nỗi mất mát mà người lính phải chịu, không phải chỉ trong cuộc chiến mà ngay cả khi hòa bình đã được thiết lập. Một dãy khuôn mặt người hiện ra trước mắt tôi, dọc theo một bức vách bằng gỗ dán lộ chỗ vết đạn bắn. Chẳng khó khăn gì lắm, căn cứ vào nước thuốc và cách ăn mặc trong các bức ảnh, tôi cũng có thể nhận ra chỉ có đôi ba bức mới chụp từ ngày dọn về đây, còn thì hầu hết là những bức cũ được chụp dưới thời Ngụy, khi chủ hiệu còn trưng biển ở các thành phố trong Nam những năm phiêu dạt chạy bom đạn. Lại có mấy bức quý giữ được từ ngày cái thị xã này còn nguyên lành. Hồi chủ hiệu còn cái nhà ảnh quán 2 tầng đầy khang trang trên một con phố đã bị vùi lấp. Người thợ ảnh nay đã luống tuổi, tuy vẫn còn trẻ hơn tôi, đi phía sau mau mắn giới thiệu. Cô này nguyên ngày trước là học sinh trường Bồ Đề, người trong bãi cát, là một trong mấy người đẹp nổi tiếng của cái thị xã tỉnh lẻ này cách đây 10 năm. Bây giờ ở đâu? Làm sao biết được hả thưa ông? Xưa này nhàn sắc và chiến tranh, có thể đã chạy ra nước ngoài hay đã chết mất. Cái thị xã Quảng Trị này chắc ông đã biết rõ. Chiến sự trả đi sát lại mấy phen, đến một nửa hòn gạch nguyên lành cũng chẳng còn thấy. Giá có còn thì cũng không còn nằm ở chỗ nhà cũ, huống hồ là con người. Tôi hỏi, nửa năm nay người cũ chạy ra đi có trở về đây nhiều không? Thưa ông, ít lắm, chỉ còn chút tình quê hương, chứ nhà cửa, phố xá chỉ còn một đống gạch vỡ cho cỏ lau mọc, còn gì nữa đâu mà về. Về thăm chẳng lẽ cũng không ư? Hồi mấy tháng đầu, khi anh em bộ đội chưa trở lại đào bới hải cốt, khi máy ủi, máy xúc chưa san, cũng có nhiều gia đình trở về, muốn lập nghiệp trở lại trên cái nền đất cũ. Nhưng sức hai bàn tay làm gì nổi? Ông coi, đến tìm ra chỗ cái nền nhà mình cũng khó khăn lắm. Rồi cũng chỉ ngủ lại một vài đêm giữa gạch vỡ, giữa lau lách, ngủ chung với cầy cáo, rắn rết, rồi lại kéo nhau mà đi thôi. Về sau này, máy móc dọn dẹp được vài đường phố, lại thấy có người trở về. Nhưng đến bây giờ, đất nền nhà, nền phố đã trở thành đất công, phải dùng để xây dựng cơ quan, trụ sở, hội trường, với lại khu tập thể gia đình cán bộ. Bây giờ họ ở đâu cả? Như dân dò thái, đến bây giờ một phần lớn dân thị xã này đã lập nghiệp hẳn trong Nam, hoặc là ở các tỉnh miền Trung tận phía trong, làm rừng, làm ruộng, rồi còn làm biển, mà cũng phân tán, rải rác mỗi tỉnh một ít. Nhưng cái dân Quảng Trị đi đâu cũng làm ăn cần cù, cũng nuôi nấng, che chở cách mạng. Như gia đình chúng tôi mấy năm chạy vào Sài Gòn, nhà tôi vẫn nuôi dấu cán bộ. Hồi ấy có một ít bà con chạy ra được. Cũng cái trận hồi 72, có một số may mắn chạy ra biển Bắc được, khi trở về lại được cấp đất ở ngoài Đông Hà. Hóa ra lại càng may mắn, ở ngoài ấy có con đường số 9, có cái cửa khẩu thông sang Lào, bây giờ làm ăn, buôn bán còn dễ dàng hơn trở về trong này nhiều. Trò chuyện vòng vo mãi, đắn đo mãi, tôi mới dám giơ tay trỏ một bức ảnh chụp một cặp vợ chồng mới cưới, mới được phóng đại và tô màu bằng thuốc nước, treo ở hàng ảnh trên cao. Người thợ ảnh hào hứng, mau mắn thuyết minh. Đây là bức ảnh kỷ niệm riêng của nhà tôi, may sao nhà tôi còn giữ được. Tôi phải mất nhiều công lắm mới khôi phục được lại bức ảnh này.
Ông xem, nước ảnh chụp đã lâu, từ kháng chiến chống Pháp đấy. Mà chắc chắn là nước ảnh của bên kháng chiến mình. Phải. Tôi nhấc cặp kính lão, trà lên vạt áo quân phục, rồi đeo lên bình phẩm. Phải, anh bộ đội mặc tấm áo rét kiểu trấn thủ, đúng là bộ đội thời vệ quốc đoàn. Vâng, thưa ông, anh bộ đội đó đã anh dũng hy sinh, là người chồng trước đây của nhà tôi. Người chủ hiệu ảnh càng cởi mở. Tôi phải thuyết phục mãi, nhà tôi mới thuận cho đem treo ra phòng ảnh, chiêu khách ở ngoài này. Tôi chép miệng nhỏ, nhưng để làm gì nhỉ? Ông hãy đi một vòng thử coi. Thị xã mới tụ họp về dưới chính quyền của bên phía cách mạng ta, sau bao năm xuống dưới chế độ cũ. Cho nên các nhà hàng mới mở cửa chung quanh khu chợ thành cổ này, nhà nào cũng treo lên một bức ảnh hay tờ tranh vẽ bộ đội duyệt binh ở quảng trường Ba Đình. Lại còn mở băng nhạc cách mạng tưng bừng. Nhà hàng ảnh chúng tôi lại có cả một anh bộ đội mặc quần áo từ hồi vệ quốc đoàn đánh Tây. Có phải không ông? Nó quý hiếm lắm chứ. Vâng, thật quý lắm. Tôi lau lại đôi mắt kính với vẻ kín đáo. Tôi lại ngước mắt ngắm cái người đàn bà mới trạc chưa đến 20, tươi giòn, một da đứng trẻ trung, trông cứ von vón, đầu hơi ngả về phía vai người chồng mặc áo trấn thủ anh dũng hy sinh. Khác với người ta hay nói, tôi nhận thấy cái chết không hề để lại một chút dấu vết gì trên khuôn mặt của người lính một thời kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ. Một cặp mắt hình quả chám hơi xếch, một khuôn mặt vuông chữ điền của nông dân miền Trung hơi cứng, lại vẫn có nét gì lãng mạn, cứ phơi phới, coi nhẹ cái chết và không thèm vướng bận thế nhi, như có ngọn gió ngày đầu cách mạng đang thổi từ trong lòng. Tôi đã xem đến bức ảnh cuối cùng. Một thiếu nữ mặt gãy, có mái tóc uốn công phu, những lớp tóc như những làn sóng đang xô đuổi nhau, hai hàm răng trắng và đều đặn cắn một chiếc gọng kính mát cầm trên tay. Tôi rời mắt khỏi cái nụ cười mỉm của thiếu nữ ấy chỉ một khoảng cách chừng vài ly mét, đã trông thấy một đoạn thành cổ màu gan gà đổ nát hiện ra giữa một rừng lau lách và một khoảng trống tiếp theo do khúc thành đã hoàn toàn bị san bằng, nơi cái tổ chốt của chúng tôi bao gồm toàn cán bộ bộ binh lẫn trinh sát pháo binh hóa học, đến bây giờ chỉ còn sót lại một mình tôi còn sống. Ở ngay phía sau cái thành trống hoác ấy, bây giờ hiện ra mặt nước màu kẽm của một khúc sông Thạch Hãn đang tỏa khói mơ màng. Ngay bên hồi nhà của cái cửa hiệu ảnh lợp bằng những tấm di sắt lỗ chỗ vết đạn bắn từ hai phía. Tôi nhìn lướt trở lại một lần thứ hai, các khuôn mặt được trưng bày dọc bức vách gỗ, như lần dở nhanh một quyển album cũ sau bao nhiêu biến thiên ghê gớm của chiến tranh vừa nhào nặn. Những số phận đời người trong lúc người thợ chụp ảnh nhắc tôi lần thứ hai. Mời ông vào. Một con chó giống Đức, to cao lừng lững ngang một con bê từ một khuôn cửa sổ hình chữ nhật nằm ngang mở ra lối vườn phía sau nhảy chồm vào nhà. Gian nhà trong hơi tối, những dãy cuốn phim có lẽ vẫn còn ướt kẹp bằng những chiếc kẹp hơi quần áo bằng gỗ treo răng răng kín cả khuôn cửa sổ. Vì thế khi con chó nhảy qua, một cuốn phim ảnh đã bị lôi xuống vướng trên tấm lưng lực lưỡng có bộ lông màu vàng sẫm như lông hổ của con chó. Lu, lu. Người thợ ảnh gọi con chó bằng giọng khe khẽ đầy lịch sự, vươn dài người giơ tay nhặt lấy cuốn phim từ lưng con chó, cầm chênh chếch trong hai bàn tay, bỗng kêu lên đầy vui vẻ. Đây rồi, thế mà tìm mãi. Một khách hàng chạy lại, một anh bộ đội mặt mày rám nắng, đầy phong trần nhưng vẫn còn khá trẻ. Tôi nhận ra anh ta bước vào nhà hàng này cùng lúc với tôi cách đây mấy ngày, trong lúc đi sóng đôi bên người vợ mới cưới, đầy bẽn lẽn và rạng rỡ hạnh phúc. Đẹp lắm, người thợ ảnh bình phẩm,
Một con mắt nheo lại, giơ một ngón tay trỏ vào một khúc phim cho người bộ đội đứng đằng sau, đang nhìn qua cái áo blouson màu nghệ thối có con đỉa uốn vòng lên của người thợ chụp ảnh. Đẹp lắm. Theo tôi, hai pose sau cùng là đẹp hơn cả, nhất là trông chị rất tự nhiên. Anh nên in thêm. Vâng, bác cho mỗi pô độ một vài chục tấm. Nhiều thế cơ, thôi được. Người thợ ảnh hài hước. Cũng may là có con Lulu vô tình đã giúp tôi tìm thấy được anh chị. Đây là kết quả của cái tính lộn xộn của nhà tôi. Anh biết không, hai ngày nay hễ có khách đến lấy ảnh là tôi cứ phải lục tung lên. Con chó to lớn đi qua trước mặt tôi với một vẻ khinh khỉnh, đầy kênh kiệu. Cái mặt dài, thuẫn và nửa dưới đen sì không hề quay về phía tôi. Nó đứng giữa gian phòng ảnh chiêu khách bên ngoài, lơ đễnh, đưa mắt ngắm những đám bụi đỏ bay cuộn tròn trong trận gió ông cụt, mờ mịt, che khuất cả dãy đàn bà ở chợ thành cổ về, đang đi răng răng ngoài bờ sông Thạch Hãn. Trong khi bước qua cái khuôn cửa lớn, phía trên đầu treo bức ảnh phóng đại, tô màu cặp vợ chồng người bộ đội vệ quốc đoàn. Tôi đã biết chắc chắn, người đàn bà đang đứng trên đầu tôi kia. Phải đến trưa hay nửa chiều mới gánh hàng từ ngoài chợ thành cổ về. Cho nên, tôi có thể yên tâm rời gian phòng hẹp và sáng bên ngoài, bước vào cái gian bên trong, lúc nào cũng tối mờ mờ như một thứ ánh sáng giả trên sân khấu. Đấy không phải là một gian phòng ở, mà chỉ dùng làm phòng chụp, với dây dợ, những ngọn đèn chiếu cùng vô số những tấm phông. Cũng như lần trước, tôi lại có cảm tưởng lọt vào giữa một cái két sắt, bởi không hiểu sao người thợ ảnh lại phải dựng gian phòng chụp chắc chắn đến như vậy. Đấy là một gian phòng bốn bề đều ghép bằng ghi trần nhà. Nền nhà cũng lát bằng những tấm ghi có lỗ hoặc ghi tổ ong inox, có lẽ được lột từ sân bay quân sự Ái Tử hoặc một căn cứ nào đó ở chung quanh. Chủ ảnh quán không ngớt lời xin lỗi tôi. Ông đứng sau quầy đưa ra một tệp những chiếc phong bì nhỏ bằng giấy xi măng, liên tiếp lôi ra những khuôn mặt và dáng hình người đứng ngồi đủ các kiểu. Tôi không tìm thấy tôi trong số đó. Phiền ông nhiều quá, chúng tôi thật không phải một chút nào. Tôi đi theo người chủ ảnh quán giàu tế nhị. Sau một bức màn bằng vải tím treo lơ lửng, che khuất một góc nhỏ bên phải cái két sắt phẳng đưa ra giọng cười khúc khích của phụ nữ. Và những tiếng nói nhát gừng của một ông già nào đó khiến tôi hết sức nghi hoặc. Tôi vén lá màn, nhẹ nhàng bước vào. Cái ông già đang ngồi đó mà tôi trông thấy trước tiên khiến tôi đứng sững. Hóa ra chính là ông già tôi. Ông già tôi vẫn còn sống nhưng đã già đi đến mức thế. Cái đầu bây giờ không còn một sợi tóc, lại đầy gầu, nom cứ mốc trắng, quá nhỏ bé như đầu một con chim lớn đã bị vặt trụi hết lông. Một bộ quần áo may bằng vải trúc bâu trắng nhưng đã ngả màu cháo lòng, rộng thùng thình trong cái thân thể gầy và dài cứ nguềnh ngoàng. Ông già tôi đi đâu mà lần trước đến đây tôi không thấy nhỉ? Ông đang cầm một chiếc đèn pin cột lủng lẳng hai cục pin khối giơ cao trên đầu ba cô gái và một đứa bé con trai. Trong cách ăn mặc, tôi đổ chừng họ từ dưới miền biển Triệu Phong hay Hải Lăng lên. Một chiếc chậu thau tráng men đựng đầy nước, đầy sữa đang được chiếu sáng từ luồng đèn pin. Trên tay ông già, tay kia cầm một đôi đũa không ngừng lật ngửa từng chiếc ảnh ở trong chậu thau nước. Mắt kính tôi đã ướt đẫm. Bà già tôi mất sớm. Tôi và thằng Hệ được ông già tôi nuôi từ khi một đứa lên 4, một đứa chưa đầy 5. Lớn lên, thằng Hệ sống ở làng, còn tôi hơn nửa đời người biển biệt tận ngoài miền Bắc, mang đơn vị luồn vào đánh đấm một chập rồi rút ra, đến thằng em làm du kích ở xã dưới vùng sâu cũng chẳng bao giờ được gặp. Trông thấy ông già đang ở đây, tự nhiên tôi nảy ra một mối lo sợ. Thằng Hệ chẳng còn sống, vì thế nên thai mới phải nuôi cha tôi.
tôi mới nghe tin phong phanh thằng Hệ đã hy sinh, nhưng nguồn tin không chính xác lắm. Tôi vẫn đau đáu ngắm người cha gần như đã trở thành một ông già xa lạ. Tôi vẫn không thôi ngắm cái luồng ánh sáng trên bàn tay run run đang chiếu xuyên qua cái chậu thau nước, có những khuôn mặt người trên giấy ảnh nằm úp sấp hoặc vừa được lật ngửa ra đang trôi nổi chiếu sáng trưng một cái đêm đen như mực của 16 năm về trước. Tôi nằm dán bụng giữa một khúc lạch nước đầy váng bẩn tanh rành sau một bò dậu bằng cây sắn. Lần trở về làng ấy có Hiềm cùng đi với tôi. Tôi căng mắt theo dõi động tĩnh của mấy nhà liên gia ở chung quanh. Không thấy gì khả nghi, tôi mới ra ám hiệu cho Hiềm đang nằm phía sau bằng một tiếng kêu chít chít như tiếng chuột. Hiềm đáp lại. Tôi bỏ vào. Kể từ ngày ra miền Bắc sau chiến dịch thu đông năm 1951, đã 8 năm tôi mới trở về nhà. Ngôi nhà cũ không còn nữa. Vườn tiêu, những chuồng trâu cũng bị xe Mỹ ủi đi sạch. Tre pheo bao quanh nhà cũng bị ủi, chỉ thỉnh thoảng mới thấy hiện lên đột xuất ở một góc đâu đó vài đọt tre như chiếc cần câu lắt lay dựng đứng giữa đêm tối. Bò từ ngoài bờ sông Đồng Vôi vào giữa làng, Tịnh không ngửi thấy mùi phân trâu, cái mùi phân trâu nồng nàn và quen thuộc của làng xóm yên bình. Cả xóm Đồng Vôi cứ lạnh ngắt, trống huếch trống hoác, trắng xóa như một vùng bị bệnh dịch hạch được rắc vôi bột. Thằng Hệ bữa đó phải đi ngủ tập trung ngoài trụ sở dân vệ, chỉ có một mình ông già tôi nằm trong nhà. Ông già nằm theo dõi đã nghe thấy tôi đang nén thở nằm dán vào như con thằn lằn bên cối giã gạo đầu hồi nhà. Thật ra đâu có phải cái nhà, chỉ là một cái hộp có nóc nhọn bằng tôn. Tôi bò lần về phía cửa trước, đưa mấy ngón tay cào lên tấm tôn che cửa. Đến lần thứ ba mới nghe tiếng trở mình rất khẽ. Ông già mở cửa bước ra đi đái. Lúc trở vào, thấy tôi đã ngồi giữa nhà, ông lão không hề lấy làm lạ. Trong cuống họng bật lên mấy tiếng hực hực, nhưng vội nén ngay, đưa tay sờ hết mặt mũi tôi. Câu đầu tiên tôi hỏi ông già, thai nó đâu hả cha? Trên nhà lao tỉnh. Chúng nó bắt vợ con vì tội gì? Vì có chồng ở miền ngoài. Tôi ngồi nghỉ một lúc. Hay là lại là bàn tay thằng Nhi? Nó chứ ai, bây giờ nó làm chức gì ở trên quận, cưỡi xe máy về làng luôn luôn. Nó đang theo dò cái nhà này chật lắm. Lặng thinh một lúc, cha tôi lại nói tiếp. Cha có nghe con đã trở về trong này, lại nghe từ mồm chúng nó nói. Tôi hỏi, thường đêm chúng nó có phục quanh nhà mình không? Có, vài đêm lại thấy có đứa cào cửa, xưng tên là thằng Lực trên xanh về. Cha nằm trong nhà, nghe hơi thở của chúng nó, biết ngay. Ông già lại hực hực, đưa tay sờ mặt tôi. Con đi đi, làm sao có phải vượt qua sông trước canh hai. Tôi dùng rằng bên người cha mất một hồi lâu. Cha tôi phải xô ra. Tôi với Hiềm bơi qua sông Đồng Vôi, sắp đạp sang bờ bên kia thì nghe bên này có tiếng hô hoán, tiếng mõ đánh. Được một lúc thấy đạn bắn nhoáng nhoáng vàng cả mặt nước. Tôi cũng chỉ có dịp về nhà một lần ấy. Một năm sau tôi lại bị rút đi trở về chủ lực. Công việc dưới vùng sâu bàn giao lại cho Hiềm. Chỉ cách đây mấy ngày tôi có đảo qua về xóm Đồng Vôi cùng một tổ trong đoàn chính sách, mục đích tìm mộ Hiềm, nhưng không thể nào tìm thấy. Khoảng một năm sau lần tôi trở về, địch đã dồn hết dân xóm Đồng Vôi của tôi vào trong khu tập trung của để nắm dân cho được chặt hơn. Đồng Vôi bây giờ là một khu rừng hoang, ban ngày cỏ đỗ cứ trắng cả và ban đêm đom đóm bay sáng đất, lạ quá, y như đã trở thành đất riêng của loài đom đóm. Về cái chết của tôi, sau nửa tháng kể từ ngày tôi phát hiện ra tất cả dấu vết của mình ở cái hiệu ảnh mới được lý giải, tôi mới vỡ nhẽ. Vào một buổi trưa, sau ngày thai đi tù về chưa đầy 2 tháng, có một người đàn bà trong xóm vác cái phạng đi qua hàng rào cây sắn. Đi qua nhà tôi, người đàn bà không nhìn vào, chỉ giả vờ phấp một cái đánh rơi cái phạng, cúi xuống nhặt, miệng
thốt lên một câu trống không. Ra bờ sông mà coi kìa, cá lẹc giúp bèo Tây chết ươn thối. Lúc bấy giờ, vợ tôi nghe xong liền biến sắc, vứt chiếc áo đang vá dở, thai chạy vào nhà bếp, giựt cái giỏ treo trên bức vách liếp, thong thả đi ra bờ sông. Hai bên bờ sông vắng hoe, có quãng bèo Tây dạt về, bịt kín mặt nước. Thai nhảy xuống nước, vét bùn chát đầy người nhem nhuốc. Một tay xách giỏ, một tay cầm chiếc nỉa sắt có ngạnh, cứ dọc sông mà đi. Đến một cái âu, nơi dân xóm ngày trước đào lấy đá ong về xây tường, thấy một cái xác người nằm ngửa, thai đi qua, cố ý đi chậm lại, đưa mắt nhìn xuống. Xa tôi đã 8 năm, nhưng thai vẫn nhớ rõ ràng mặt mũi tôi. Cái người đàn ông hai tay bị trói giật cánh khuỷu, có nhiều vết dao đâm trên người, đang nằm rúc trong đám bèo Tây. Đêm hôm ấy, thai, thằng Hệ và cha tôi cùng mấy đồng chí cũ tìm cách bí mật đưa tôi về được trong xóm, hì hục chôn cất, không một que nhang, không một tiếng khóc. Một cái mặt người nào đó sống hiềm, lại một cái mặt nào đó giống tôi, cứ được lật lên. Có lúc, từ đôi đũa trên tay ông già tôi rất khẽ khàng và run rẩy lật lên một cái mặt sống thẳng Hệ, khiến tôi giật mình. Giống như một cơn lốc đầy màu sắc và ầm ĩ, một lũ bốn đứa trẻ vừa trai vừa gái, sàn sàn bằng đầu nhau, cả những thằng con trai cũng giống thai, từ ngoài phía thành cổ chạy ùa vào giữa gian phòng chụp. Tất cả mấy đứa trẻ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cười cười nói, ngồi quây kín chung quanh cái chậu thau nước. Một đứa con gái nhỏ có tướng chúa kịch nhất bất ngờ hét tướng lên: "Ông ơi ông!" Miệng hét, tay nó giành lấy đôi đũa từ trên tay ông già tôi. Con bé mắt sáng rực giang cánh tay khoáng một vòng trong cái chậu thau. Khuôn mặt tôi tự nhiên hiện lên trên mặt ngọn sóng hình xoáy ốc. Tôi giơ tay chụp bắt lấy, nhưng không kịp. Khuôn mặt tôi trong màu sắc đen trắng phơi ngửa ra chỉ một thoáng chớp, mắt bên thành chậu, rồi lật nghiêng lại, hòa nhập vào cùng bao nhiêu khuôn mặt người đời khác. Y như trong một trò chơi đèn kéo quân, tôi lượn vòng tròn theo cái xoáy, chạy hun hút, cứ xoáy dần vào giữa, lúc chạm vào khuôn mặt này, lúc chạy sóng đôi bên một khuôn mặt khác, lúc cố trồi lên trên mặt sóng, lúc bị nhấn chìm xuống tận đáy, tưởng đã mất tăm nhưng lại trồi lên được. Cuối cùng, tôi chụp được tấm hình dương của mình ở ngay chính giữa lòng của một đợt sóng, do bàn tay của cái đứa trẻ chúa nghịch táo tợn khuấy lên. Người chủ hiệu ảnh vừa dọa nạt vừa dỗ dành những đứa con, cho chúng nó kéo nhau đi nơi khác chơi. Ông già tôi khẽ thở phào yên tâm thêm về một người khách đã tìm ra được ảnh. Còn tôi cầm mấy tấm hình của mình vẫn còn ướt mềm oặt xuống trên mấy ngón tay. Ảnh phờ lưu quá, người thợ ảnh lấy làm tiếc, có lẽ tôi phải chụp cho ông một bức khác. Thế này là đẹp lắm rồi bác ạ, đẹp lắm rồi đấy chứ. Tôi có ý muốn chạy trốn. Ông ngồi đẹp, nhưng tôi lại mắc thiếu sót, lấy hơi nhiều ánh sáng. Xin ông đừng quản ngại, tôi không dám tính thêm tiền. Người chủ ảnh quán lại nhấn mạnh: Xin ông đừng ngại gì cả, chúng tôi phục vụ chỉ cần được có tín nhiệm với khách hàng. 15 phút sau, tôi hấp tấp bước ra khỏi ngôi ảnh quán như một kẻ đang chạy trốn. Trên tay cầm mấy tấm ảnh phờ lưu, nhưng đã để lại ở đấy một bức hình thứ hai mà tôi chắc chắn là sẽ nét hơn nhiều. Thú thực, giá không bất ngờ phát hiện ra ông già tôi cũng đang ở đây, thì có lẽ tôi đã chạy trốn thẳng một mạch. Chắc chắn dù người chủ hiệu có lòng tốt phục vụ thì tôi cũng từ chối, chẳng bao giờ ngồi trước ống kính một lần thứ hai. Tình cảnh cùng bổn phận sẽ bắt tôi phải trở lại đây với ông già tôi. Tôi phải có cớ để trở lại đây với ông già tôi. Rồi thì cũng như mọi người khác, tôi vẫn không thể đi trốn được số phận. Tôi không thể đi trốn khỏi cuộc đời mình một khi mà tôi đang còn sống. Mặc dầu
trong ý nghĩ của hai người thân nhất đời tôi thì tôi đã chết. Chiến tranh, kháng chiến không phải như một số người khác. Đến bây giờ tôi không hề mảy may hối tiếc đã dốc tất cả tuổi trẻ vào đấy, cống hiến cho nó. Nhưng nó như một nhát dao phạt ngang mà hai nửa cuộc đời tôi bị chặt lìa, thật khó gắn liền lại như cũ. Nhưng đau hơn là hai nửa cuộc đời tôi cũng không bị cắt lìa hẳn. Ông già tôi đã đi qua nỗi mất mát từ bao nhiêu năm nay. Giờ ông già tôi hẳn cũng đã quên tôi. Thai cũng vậy. Giờ thai đã có một cuộc đời khác, một người chồng khác với một lũ con cái. Nỗi đau khổ ghê gớm vì mất tôi cũng đã qua đi từ lâu. Vậy cho nên, đáng lẽ chỉ còn là một kỷ niệm về một người đã khuất. Việc tôi đang còn sống đối với hạnh phúc gia đình riêng của thai hiện tại sau bao nhiêu năm vất vả, chả khác nào một niềm hăm dọa. Tôi chả khác nào một người khách đến không đúng lúc. Tôi chỉ làm rối thêm cuộc sống, tôi chỉ quấy rầy số phận đã an bài. Và cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một khách lạ của cái cuộc sống luôn luôn biến động, nhưng bao giờ cũng như đã được sắp sẵn xong đâu đấy. Người chủ ảnh quán, tôi biết đấy là một con người tốt, khiến tôi yên tâm. Chắc chắn là một người chồng tốt của thai. Song dù sao, tôi cũng chỉ là một con người, một người đàn ông. Dù sao, tôi vẫn cứ thấy thoáng ghen tị với cái người đàn ông đang hàng ngày sống với thai, đêm đêm ngủ cạnh thai. Vậy mà hơn 20 năm trước, chúng tôi đã có một mối tình đẹp. Tôi đã cưới thai, đã là người chồng đầu tiên của thai trong chưa đầy một tuần lễ. Chẳng có lẽ tôi là một anh đàn ông có trái tim hẹp. 24 năm nay tôi không yêu một ai. Gần như thế cũng không quên được mấy ngày sống với nhau ở dưới xóm đồng vôi sau đám cưới. Tôi đã bị chặt lìa ra khỏi ngay cuộc đời mình. Hình như có một tay lực khác mới ngoài 20 tuổi mặc quần áo vệ quốc đoàn đang đứng bên thai trong bức ảnh phóng đại tô màu treo trong ngôi ảnh quán dùng để chiêu khách, và một tay lực đã già nua, đoàn trưởng đoàn chính sách đang cùng trung đoàn của mình lặn lội ở các vùng chiến trường cũ để lục tìm xương cốt đồng đội đã hy sinh. Cái người đàn ông vẻ mặt trầm ngâm đang dắt một đứa bé gái nghịch ngợm vừa đi vừa nhảy lò cò trên những phiến gạch vỡ. Tôi cũng không hiểu làm sao chúng tôi lại có thể làm quen với nhau nhanh chóng như vậy. Lúc ấy, tôi vừa từ trong cái hiệu ảnh bước ra. Tôi vừa đi, vừa ngoái nhìn lại. Đang đi sau tôi là cái con bé nghịch ngợm của chủ hiệu ảnh ban nãy. Nó vừa đi, vừa nhảy lò cò trên những đoạn vỉa hè. Đó là một đoạn vỉa hè đầy nguy hiểm, người ta đã yết bảng cấm trẻ con chơi. Một chiếc xe ủi đất lẫn gạch dưới lòng đường thành đống cao như núi, để một chiếc máy xúc ngoạm từng gầu đổ vào những chiếc xe ben trở ra sông. Tôi chưa kịp lên tiếng gọi thì con bé đã thả bàn chân xuống. Nó đi trên hai chân về phía tôi. Ông ơi ông, sao ông nhìn con nhiều vậy? Cặp lông mày của đứa trẻ nhướn lên, một cặp lông mày thanh thanh đầy diễn cảm, và hình như lúc nào cũng động đậy phía trên hai con mắt trong veo đang ngước nhìn tôi đau đáu dò hỏi. Tôi bất chợt nhận ra tất cả những nét quen thuộc của thai được lặp lại trong đứa trẻ đứng trước mặt. Có một cái gì đó hết sức yếu ớt, nồng nàn và chân thực đến giản dị trong giọng nói, trong con mắt, trên khuôn mặt và trong mọi điệu bộ như lột ra từ mẹ nó. Tiện thể đi qua một mẹt bánh, tôi mua cho nó một chiếc bánh phỏng vắt hình con cá. Nhưng con bé không ăn, chỉ cầm chơi trên tay. Chúng tôi cầm tay nhau đi sóng đôi trên những vạt cỏ úa héo đã bạc phếch bởi từng lớp bụi bám vào. Bất ngờ, con bé ngước lên mách với tôi. Ông ơi, con đang tập đi một chân. Không nên đâu, khéo ngã đấy cháu ạ. Tôi bảo nó. Con bé mặc một chiếc quần nhung may kiểu quần đi ngựa,
đã vá mấy miếng rất khéo. Hai ống quần chật lấm đầy bụi gạch, quạch sắn ngang bắp chân, lại tiếp tục nhảy lò cò bên vệ đường, rồi kéo tôi đến sát một đoạn vỉa hè khác. Ở đấy, nó tập nhảy từ dưới lòng đường lên vỉa hè bằng một chân. Tôi giục, cháu ăn bánh đi. Nó liền phản đối, ông không biết hôm nay là ngày rằm ư? Thì sao? Phải cúng rồi mới được ăn. Cặp mắt ngây thơ, trong veo vẫn ngước lên, đầy bí mật, nó thì thào. Cúng thật mà, vui lắm, ông có đi theo con không? Tôi cười, bác là người lớn, ai lại? Ông tưởng người lớn không cúng à? Ôi, người lớn già hơn ông còn cúng. Mẹ cháu có cúng bao giờ không? Mạ con hử, mạ con lại càng chăm cúng, cúng ở nhà xong lại còn ra đồng cúng. Con bé bất ngờ buông tay tôi như một gã con trai. Hình như nó chạy theo một tiếng gọi đầy quyến rũ nào đó từ trong cảnh đổ nát. Nó chạy thoăn thoắt ẩn hiện giữa những phiến gạch lớn ngổn ngang dưới chân thành. Nó leo qua mặt thành cổ ở quãng đổ nát nhiều nhất. Một thoáng sau, tôi đã thấy cái bóng đứa con gái mặc quần đi ngựa đang đứng tít trên cao giữa hai vách tường gạch rất sẹo nham nhở như giữa hàm răng của một con thú. Nó sung sướng, nhón người giơ tay, vậy tôi rối rít vào. Sợ nó ngã, tôi chạy vào. Khoảng mấy phút sau, con bé quá ngỗ nghịch bỗng hiền khô, đầy trang trọng. Nó dắt tay tôi đi vào giữa một bãi tha ma. Con bé biết đâu rằng tôi cũng chẳng lạ gì chỗ này. Tôi biết đây là bãi tha ma của thôn Hành Hoa. Những ngày cuối chiến dịch 72, đám lính bộ binh đã mệt lả chúng tôi, đã quần nhau đến nhừ tử với lính thủy quân lục chiến của bên quân ngụy tại đây. Hai bên đã giành đi giật lại cái tha ma này không biết bao nhiêu lần. Tôi không khỏi bỡ ngỡ. Ngày nào đang đánh nhau, chúng tôi không hề nghĩ đây là nơi yên nghỉ của người chết, mà chỉ là một khu vực địa hình vô cùng lợi hại cho bên nào chiếm được, dù chỉ chiếm giữ được vài cái mả. Hình như bây giờ mồ mả đông đúc hơn và cỏ mọc xanh tốt hơn. Cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Nơi yên nghỉ cuối cùng của người chết đến bây giờ là bãi chiến trường của đám trẻ chăn bò bày trò chơi đánh trận giả, la hét đầy huyên náo. Đối với tôi, cuộc chơi thì giả nhưng nỗi đau là thật. Chẳng lẽ trên mảnh đất tha ma này, chiến tranh đã trở thành một thứ định mệnh? Cũng như đám người lớn đã nằm xuống, bọn trẻ chúng lại chạy nằm chạy, rình núp, mắt sáng quắc, bắn súng đùng đoàng. Những con bò đi lang thang đùng đỉnh giữa hai làn đạn, thỉnh thoảng ngước mõm lên trời kêu ò ọ bằng giọng khàn khàn nhưng đầy âm vang, vọng vào tận trong phố. Con bé không chịu đánh mất phong thái trang trọng bắt chước của người lớn khi nó dắt tôi đi xuyên qua giữa hai lưới lửa bắn chéo cánh xẻ, đưa tôi đến trước một ngôi mộ. Bỗng con bé liến thoáng, đây là hai ngôi mả của nhà con, cái này với lại cái này. Nó liền bẻ chiếc bánh phỏng hình con cá nhuộm phẩm xanh đỏ ra làm đôi. Hình như có ý cân nhắc, nó đặt nửa miếng bánh phần nào nhỉnh hơn lên ngôi mộ trước mặt, rồi chạy sang đặt nửa kia lên một ngôi mộ bên cạnh. Con bé sau đó phàn nàn với tôi, mả nhà con còn ít lắm, nhà bọn chúng nó có nhiều hơn. Tôi hỏi nó, cháu lại thích nhiều ư? Con thích nhiều. Tôi hỏi, đấy là những ngôi mả của ai, cháu biết không? Có chứ ông, đây là những ngôi mả má con mới đưa từ dưới làng lên. Đây là ngôi mả của cha con, còn đây là mả chú Hệ. Mạ con dặn bốn anh em con thế. Tôi đứng lặng, chết điếng, sau khi nghe đứa trẻ nói. Tôi chạy đến nhìn vào hai tấm đá. Quả đúng thật, tôi đang đứng ngay trước ngôi mộ của mình. Tôi bước sang bên cạnh đứng hồi lâu bên bà đứa em. Bên tai tôi bỗng nghe vang rộn lên tiếng xe trâu kêu rền rỉ. Tôi nhớ ngày năm nào tận xa xưa, thằng Hệ đánh xe trâu chở tôi đi vào rừng gia nhập bộ đội vệ quốc đoàn. Hai vạt áo nâu mở phanh, nó đánh chiếc xe theo vệt đường mòn kéo gỗ cứ nhẵn lì. Hai bánh gỗ bịt sắt cao lênh khênh lọc cọc leo dốc.
Con trâu nhà tôi trái tính trái nết, bướng bỉnh. Hầy, hầy. Tiếng thằng Hệ thúc trâu đầy gượng nhẹ. Lần về thăm nhà năm 1959, tôi không gặp thằng Hệ. Đã ngoài 20 năm, anh em không gặp nhau. Chắc chắn ở bên dưới kia là hài cốt của thằng em trai tôi thật, chứ không phải như ngôi mộ của tôi, không biết một người nào đang nằm dưới đó. Nước mắt tôi cứ muốn trào ra. Thằng Hệ đứa em cầm súng chiến đấu ở quê hương, như thế là đã hy sinh thực. Và thai đã đem cả gia đình tôi, cả người còn sống lẫn người đã chết về đây. Ta ra khỏi đây thôi cháu. Tôi buồn bã nắm bàn tay đứa trẻ. Ông vái đi. Rồi nó lại thêm, để con còn hạ cỗ. Tôi chắp tay vái trước ngôi mộ thằng Hệ, xong mới quay sang vái trước ngôi mộ của mình. Con bé rất tự nhiên nhón tay nhặt hai nửa chiếc bánh phỏng. Như một kẻ lang thang, chẳng biết từ lúc nào hai bàn chân đã dẫn tôi đến trước cái vòm cuốn rất tân kỳ cổng chợ thành cổ. Nhưng vừa bước vào mới mấy bước, như phải lửa, tôi đã vội vã quay trở ra. Con bé lấy làm ngạc nhiên, túm chặt lấy tay tôi chỉ lại. Ông ơi, ông vào với con đi, trong chợ vui lắm. Nó đưa tay quệt ngang mép để phi tang những mẩu vụn bánh, tiếp tục trèo kéo. Ông vào với con đi, mẹ con đang ngồi đằng kia rồi. Tôi lại càng phải vội vã rút lui thật nhanh. Ở bên ngoài cổng chợ, tôi len lỏi chen lấn giữa đám đông như nêm. Nắm chặt tay tôi, cái đứa nhỏ vẫn cứ còn nằng nặc đòi đi chơi chợ. Nhưng con mắt tôi không ngừng quay về sau. Tôi biết thai đang ngồi ở đâu trong mấy dãy lều quán, sau một cái sạp hàng bày lộn xộn, la liệt trăm thứ bà dằn, từ gương lược ruột bấc đèn đến những phong sáp, thẻ hương. Ngoài 20 năm về trước, trong cái đêm cùng tôi chống đò đi dỡ sắn trên dãy, chắc hẳn không bao giờ thai đoán được mình lại làm cái nghề ngồi bán hàng xén ở chợ. Thực tình, sau cái hôm lần đầu biết rằng thai là người vợ chủ ảnh quán, tôi đã tìm vào trong chợ, kéo sụp mũ xuống, lượn đi lượn lại trước cái sạp hàng xén ấy nhiều lần. Nhưng lần này thì tôi không thể bước vào với con bé thông minh và tinh quái này ở bên cạnh. Tôi dừng trước một bà lão bán bánh phỏng trước cửa chợ, mua cho nó cả một gói. Đến bây giờ tôi mới kịp hỏi, tên cháu là gì? Thơm, nghĩa là mùi thơm ấy, còn ông tên là gì? Tôi hơi luống cuống, ông không có tên. Con bé bất ngờ phụng phịu, không thích ông, còn giả ông bánh phỏng đây. Tôi phải vội vàng bịa ra một cái tên khác cho mình và ấn lại cái gói bánh vào ngực nó. Nhưng lạ thay, bọn mũi đứa trẻ trở nên hết sức âu sầu, buồn bã. Nó cụp hàng mi xuống trong lúc hỏi tôi. Ông không muốn gặp mẹ con à? Thơm, sao cháu lại nói thế? Lúc nãy con thấy ông chạy. Tôi cúi xuống bế xốc đứa con gái nhỏ của thai trên tay. Tôi hôn mãi lên nửa bên mặt có cái răng khểnh của nó và cảm thấy một con mắt cùng nửa mặt bên kia của đứa trẻ đang nhìn tôi, tưởng như người chủ ảnh quán đang nhìn tôi.